Bé Thủy yên tâm, nhà cô chú rộng lắm. Cô cũng mua rất nhiều quần áo cho con. Cô chú rất quý mến con, đừng lo lắng nhé. Phải đấy, con đừng sợ. Về đấy ở, con hãy coi cô chú như là bố mẹ nhé. Dạ, con cảm ơn cô chú ạ. Ngoan lắm. Bố mẹ ơi, bố mẹ thấy con mặc bộ này có xinh không? Ôi, con gái mẹ xinh quá. Con mặc cái gì mẹ cũng thấy con đẹp. Ra với bố đi con. Đẹp lắm con ạ. Tuyệt vời. Đấy, tao cần mẹ nhìn nhảy nhá. Rồi, trời ơi nào. Ra xoay cho bố mẹ xem một vòng nào. Chưa ổn lắm, nhìn bố thế này. Nào cả nhà mình cùng quay. Ôi vui quá, vui quá. Vui quá. Bố mẹ thấy con mặc bộ này có xinh không ạ? Xinh lắm con ạ. Con gái ai mà xinh thế nhỉ? Con gái của mẹ chứ của ai nữa ạ? Mà con không chỉ xinh đâu nhá. Con còn vừa ngoan, vừa thông minh cơ. À, mà sắp kỷ niệm 15 năm ngày con bước chân đầu tiên vào gia đình mình. Hôm đó phải mở tiệc thật to, con thấy sao? Nhưng mà hôm đấy con đi công tác nước ngoài mà bố. Bố quên đấy. Thôi đợi con công tác về rồi mở tiệc sau nha. Vâng ạ. Vâng ạ. À mà bố ơi, thế bây giờ bố có nghe tin tức gì về vụ tai nạn của bố ruột con không ạ? Hay là bên thám tử chỉ nhận tiền rồi làm qua loa ạ? Thôi anh với cả con ngồi nói chuyện nhá. Chắc là mẹ trúng gió đau đầu quá, mẹ vào phòng nằm nghỉ. Để con đỡ mẹ đi ạ. Thôi con cứ ngồi đây với bố, mẹ tự đi được. Mẹ đi cẩn thận nhé. Thực ra bố cũng đã dùng hết cách rồi, cũng đổ không biết bao nhiêu tiền của vào việc đấy. Bố nghĩ con nên sống cho hiện tại, chuyện cũ nên gác lại con ạ. Nếu không con sẽ bỏ phí hết cả một quãng thời gian thanh xuân của mình đấy con ạ. Vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn bố. Mà thôi, bố vào kia nghỉ đi ạ. Để con vào xem mẹ thế nào. Thôi, để bố vào với mẹ. Con làm việc gì thì cứ làm đi nhá. Vâng ạ. Con xin lỗi bố, nhưng con sẽ không từ bỏ đâu. Con không thể để bố mẹ con chết một cách bất công. Còn hung thủ thì nhởn nhơ như vậy được. Trông mẹ kìa, con đi có vài ngày mà mẹ làm như con đi luôn không bằng ấy. Đi một ngày mẹ đã nhớ lắm rồi, nghĩ là đi mấy ngày. Thế mẹ định cho con ở giá, không cho con lấy chồng luôn đấy à? Con mà muốn lấy chồng ấy thì chồng con ấy phải chấp nhận ở rể, mẹ mới đồng ý cho cưới. Thôi bà, để con gái đi, kẻo trễ giờ bây giờ. Con xin ạ. Mà này, con đi con phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe rõ chưa? Có vấn đề gì phải gọi điện ngay cho bố mẹ. Ở nhà mẹ sẽ chịu khó đi lễ cầu bình an cho con. Vâng, con lớn rồi mà mẹ. Bố mẹ ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ. Ừ, rồi thôi đi đi con. Con đi đấy ạ. Con đi nhá bố mẹ. Con đi. Đi đi con. Nhà đi.
Bà làm sao thế? Lại gặp ác mộng à? Ông lại còn hỏi tôi à? Cứ đến ngày này là cái đầu của tôi nó đau như búa bổ ấy. Thì làm được việc gì? Tôi đã cố làm hết tất cả rồi. Giờ bà phải cố lên, chứ tôi biết làm sao nữa. Tôi đã cố 10 năm nay rồi, bây giờ tôi không thể cố được nữa rồi. Chuyện đó không thể nói linh tinh được. Nhỡ con nó nghe thấy thì sao? Ông phải để cho tôi nói chứ. Mà bây giờ con nó đi vắng rồi, có biết đâu. Bây giờ cứ sống kiểu lén lút như này tôi mệt mỏi lắm. Thì vẫn biết là như thế, nhưng người ta thường bảo bức vách có tai. Muốn bí mật không bị lộ thì phải đào thật sâu, chôn thật chặt. Bà biết chưa? Bao nhiêu năm nay tôi đi lễ cầu siêu cho ông ấy, nhưng mà trong lòng của tôi không lúc nào thanh thản được. Tôi không biết là có phải tôi đang sống không. Bà yên tâm, chắc họ ở trên thiên đàng cũng sẽ yên lòng khi thấy con gái họ được mình chăm sóc tử tế, coi như con gái ruột. Chuyện đó mãi mãi chỉ là một tai nạn. Bố mẹ đang nói cái gì vậy? Vụ tai nạn là bố mẹ gây ra. Sao con lại về giờ này? Ông con tính về sớm để tạo sự bất ngờ cho bố mẹ. Nhưng thật không ngờ con vừa nghe thấy cái gì đấy. Con biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Mẹ đừng làm vậy nữa. Bố mẹ đóng kịch đủ chưa? Con xin ai người đấy? Con xin ai người nói cho con biết sự thật đi. Mọi chuyện là như thế nào? Thôi được rồi, con cứ bình tĩnh đã, rồi bố sẽ nói hết. Bố nói hết cho con nghe. Bố mẹ bị chôn giấu bí mật này cho đến khi chết. Nhưng nay con biết rồi thì bố sẽ nói hết cho con. Vụ tai nạn hôm đó là chính bố gây ra. Nhưng vì công ty, vì mẹ con không ai chăm sóc nên bố không dám tự thú. Nhưng con yên tâm, oan có đầu, nợ có chủ. Ngày hôm nay bố sẽ đi tự thú, bố sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng chỉ có điều, con hãy vì tình nghĩa 10 năm qua mà hãy yêu thương đến mẹ con, chăm sóc mẹ con có được không? Con! Con ơi! Con gái, lần này bố đi, không biết khi nào bố trở lại. Con ở nhà thay bố chăm sóc mẹ con nhé. Con, tôi đưa qua đó cũng được. Con không phải sợ bố chạy trốn đâu con. Đời bố còn gì để tiếc nữa đâu con. Ông đứng lại. Đến giờ này mà ông vẫn còn nói dối à? Tất cả là tại tôi. Tại mẹ đã gây ra tai nạn ngày hôm đấy. Sau đó, chính bố con đã dàn xếp mọi chuyện. Bố, mẹ, rốt cuộc ai là người làm? Hai người là con đau đầu quá rồi đấy. Chính bố.
mà ra. Nếu không phải vì hôm ấy, hôm mải mê rượu chè, rồi đẩy mẹ con, khiến mẹ con xảy thai, mất khả năng sinh con, thì đâu đến nỗi mẹ con buồn chán để đi uống rượu, để rồi gây ra tai nạn. Ai làm, người ấy chịu. Nếu mà ông cương quyết ông đi, tôi sẽ đi cùng với ông. Chứ bây giờ ông ở tù, tôi ở ngoài, sống cũng bằng chết. Thả đi tù còn thanh thản hơn. Mẹ chỉ mong một điều rằng, cái ngày bố mẹ mãn hạn tù, nếu bố mẹ còn sống, thì mong con hãy tha thứ lỗi lầm xưa của bố mẹ. Còn căn nhà này, chính là công ty sẽ trao trả cho con. Thôi, mình đi ông ơi. Mẹ. Bố, mẹ, con xin lỗi, là con sai rồi. Con gái bất hiếu, bố mẹ tha thứ cho con. Không con ơi, con không có lỗi gì cả. Tất cả là do mẹ, mẹ sẽ chịu trách nhiệm. Mẹ không phải chịu trách nhiệm gì cả. Công nuôi dưỡng của bố mẹ con còn chưa trả được. Con xin bố mẹ, bố mẹ ở lại với con. Con gái, con cảm ơn con nhiều lắm. Con mãi là con gái của bố mẹ, phải không mình?